rồi quá. Hồi cần mộng đã ú lên. Như nó cũng biết, nó cũng biết mình cho nó hút nên là nó cũng không có sợ. Hoặc là đang phê quá. Hút lâu dữ ta. Nó hút không vậy hay là đậu chơi vậy? À, có cầm cái ống nào. Để có thêm bạn đồng hành. Mình sắp thành người mỗi quá tắt cho không lên à. Rồi, được vuốt cái sướng, giơ chân lên cho mình vuốt luôn. Bữa ở vãi. Rồi, đi. Anh dùng cái team view á, chạy team view cho này xong rồi ra ngoài bấm. Thì bấm lên rồi gọi. Nó sao pho kết đó đỏ lòm đó. Anh ấy hút mà bụng anh ấy đỏ lòm lên nhìn. À đâu mày chắc mũi cái chứ. Cũng lạ ha, mỗi cái phải hút máu thì mới đẻ con được. Không lẽ coi cái người mình là cái cây à? Mới được hút nhựa cây. À, uống u luôn. Bay rồi, nó nè rồi, nó mặc vết xương nhẹ. Tại một lúc rồi mà không có xương to, xương nhẹ.